Hello my friends, xin chào các mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Thì hôm nay chúng mình đã sang một cái video son nội trung phần 3 rồi. Thì đây mình có mua 8 cái son nội trung mọi người ạ. Thì sau khi mình up video son nội trung phần 1, phần 2 thì có rất nhiều bạn hỏi mình là son nội trung dùng có an toàn không? Son nội trung dùng có thâm môi không? Thì bây giờ mọi người biết đấy, trên thị trường thì rất nhiều những hãng son nội trung. Và đôi khi thì mình không biết là những cái hãng đấy có thật sự sản xuất bên Trung Quốc không? Hay là họ gia công ở đâu đó rồi cứ thấy rẻ thì họ ghi son nội trung vào cho nên mọi người cũng rất là hoang mang đúng không? Thì hôm nay mình có một cái tip rất là nhỏ thôi nhưng mà mình nghĩ rằng là cũng sẽ giúp cho mọi người một phần nào đấy mọi người an tâm hơn khi mà sử dụng son nội trung ha. Đầu tiên thì mọi người sẽ vào Google, mình có iPhone thì mình sẽ sử dụng Safari nhá. Ok, sau khi mọi người vào rồi thì mọi người sẽ gõ cái tên son nội trung mà mọi người cần tìm ra. Ví dụ bây giờ thì mình sẽ gõ Holai nhá. Sau khi mọi người gõ rồi thì mọi người sẽ thấy toàn tiếng Việt đúng không? Thì mọi người sẽ kéo xuống dưới đáy nhá. Thì đây nó sẽ có một cái chữ là Google các thứ tiếng. Mọi người sẽ kéo sang và mọi người ấn vào tiếng Trung Quốc nhá. Xong, sau đấy thì mọi người sẽ thấy là cái son Holai này nó được hiện lên của Shopee ở trên Trung Quốc luôn. Và nó cũng được bán ở trên Taobao và 1688. Đây là hai trang thương mại điện tử rất là lớn ở bên Trung Quốc. Cũng như là Holai thì có một trang web riêng là holai.jd.com. Thì đó, sau khi mọi người search cái tên son nội trung này ra thì mọi người cũng thấy là bên Trung Quốc họ có thật sự sản xuất son này. Mình nghĩ rằng là cái tip này thì cũng sẽ giúp mọi người một phần nào đấy mọi người an tâm hơn khi mà sử dụng son nội trung ha. Thì bây giờ chúng mình hãy cùng nhau vào soát 8 cái son nội trung mới này nhé. Thỏi son đầu tiên là Holai Medi Pair. Về thiết kế của dòng này thì mình thấy khá là dễ thương. Thân cây son thì được làm bằng màu tím pastel, nắp cây son thì trong suốt có những cái hạt nhũ lấp lánh ở bên trong. Bảng màu của dòng son Holai này thì mình thấy khá là đẹp, nhưng mà mình muốn giới thiệu cho mọi người nhiều hãng hơn nên mình chọn hai màu mình thích nhất. Màu đầu tiên 603 là màu hồng đất lạnh. Màu son này thì khá là dễ dùng và thích hợp cho những bạn nào thích phong cách nhẹ nhàng, mọi người có thể dùng màu son này đi học được luôn nhé. Đối với những bạn có làn da từ trung bình đến trắng thì màu son này mọi người có thể sử dụng trên màn mộc được. Còn với những bạn da ngăm, nếu như mọi người muốn sử dụng màu son này thì mình khuyên mọi người nên có make up đi kèm thì nhìn tổng thể mọi người sẽ xinh hơn rất là nhiều. Về chất son của dòng này thì đây là chất son Blurtin. Điểm cộng đầu tiên của chất son này mình thấy dù là chất son Blurtin nhưng mà khi mình trồng nhiều lớp thì son nó cũng không bị đọng ở trong lòng môi. Tuy nhiên đối với chất son này thì mọi người nên dưỡng môi thật kỹ từ tối hôm qua thì sáng hôm sau mọi người đánh sẽ đẹp hơn. Và khi sử dụng chất son này thì mọi người nên chú ý tán thật đều để chất son không bị hiện lên những hạt bột li ti ở trên môi nha. Màu son tiếp theo là màu 608. Màu này là một màu đỏ đất trầm. Màu son này thì sẽ hợp với mọi tông da, rất là tôn da cũng như là tôn men răng của chúng mình luôn. Điểm cộng tiếp theo mình thích của chất son này là mọi người có thể điều chỉnh được độ đậm nhạt mà mọi người mong muốn. Ví dụ màu 603 này mọi người đánh một lớp thôi thì nó sẽ ra một màu đỏ nâu, mình thấy cũng khá là xinh rồi. Còn nếu như bạn nào mà thích nó nhiều nâu hơn thì mọi người cứ việc trồng thêm một hai lớp nữa thì trông sẽ cá tính và cool ngầu hơn. Về độ dưỡng của dòng son này thì mình không đánh giá cao lắm đâu. Đánh son tầm 2-3 tiếng là mình đã cảm thấy hơi khô môi rồi. Cho nên nếu như bạn nào mà khô môi mà sử dụng chất son này thì mọi người nên dưỡng môi thật kỹ nhé. Về độ bám màu của dòng son này thì sẽ từ 3 đến 5 tiếng tùy vào cách sinh hoạt của mọi người. Nếu như mọi người vừa mà đánh xong mọi người đã ăn luôn ý, thì chất son này khá là nhanh trôi. Còn nếu như mọi người càng để son lâu ở trên môi thì độ bám của nó sẽ cao hơn nha. Thỏi son tiếp theo là thỏi son của nhà Mafic. Thỏi son này thì có tên tiếng Trung nên mình không biết đọc là gì, thôi mình gọi tạm là Mafic chó đốm đi nhá. Điểm đầu tiên về thiết kế của dòng son này là mình thấy nó khá là bự, cầm khá là đầm tay so với những thỏi son còn lại. Màu mình mua là màu 02, đây cũng là một màu đỏ đất trầm. Màu này thì da trắng hay là da ngăm đều có thể sử dụng được và cũng rất là tôn men răng luôn. Nhưng mà có một lưu ý là khi mình đánh màu son này trong lòng môi mình tán ra thì mình thấy có cả ánh hồng nữa. Nên những bạn nào mà đánh son hay bị thiên hồng thì mọi người nên che khuyết điểm trước khi đánh son, hoặc là mọi người có thể cân nhắc là không mua cái son này nha. Về chất son của dòng này thì cũng là chất son Blurtin, nhưng mà nó hơi nghiêng về cream, về kem một chút. Cho nên khi mà đánh màu son này lên môi thì nó sẽ không bị hiện tượng những cái hạt bột li ti ở trên môi như cái dòng Holai vừa nãy nếu như mọi người không tán kỹ ra. Về độ bám của dòng này thì sẽ từ 4 đến 6 tiếng tùy cách sinh hoạt của mọi người. Vì có lớp stain màu hồng cho nên độ bám sẽ cao hơn. Nhưng mà cái lớp stain hồng này không phải là màu hồng sến đâu. Mình chỉ nói thêm cho những bạn nào không thích sắc hồng trong son thì mọi người lưu ý thôi. Còn nếu như bạn nào không ngại sắc hồng trong son thì mọi người cứ việc mua thôi nha.
Dòng son tiếp theo là dòng Hinter Powder Tint. Dòng son này thì mình mua với mức giá đắt nhất, nhưng mà lại là dòng son mình thất vọng nhất trong cái video này. Màu mình mua là màu 12. Đây là một màu nâu đất, mình cảm thấy rất là đẹp, rất là lạ. Khi mà xót lên tay thì mọi người thấy đẹp không? Nhưng mà khi mình xót lên môi thì màu son này rất là loang lổ. Dù mình có tán như thế nào đi nữa thì nó vẫn rất là loang lổ luôn ý. Và có một điểm nữa của chất son này là dù mình đã tán lấy tán để rồi thì những cái hạt bột li ti ở trên môi nó vẫn hiện rất là rõ ở trên môi mình. Mọi người nhìn trên video thì mọi người cũng thấy đúng không? Và độ dưỡng của cái son này cũng không cao luôn. Đánh tầm 2-3 tiếng là mình cũng đã cảm thấy khô môi rồi. Nếu như bạn nào cũng đã lỡ mua màu này giống mình rồi thì mình nghĩ mọi người chữa cháy bằng cách mix son thôi. Còn với giá 140 mấy nghìn thì mình nghĩ là mình sẽ không bao giờ mua lại cái dòng son này đâu. Mình vừa check lại đơn hàng thì cái thỏi này ban đầu mình mua là 170 nghìn mọi người ạ. Trời ơi, muốn trầm cảm ghê vậy đó. Hãng son tiếp theo là hãng Color K. Hãng này thì mình thấy mọi người gợi ý cho mình khá là nhiều. Và hãng Color K này thì mình thấy cũng khá là phổ biến ở bên Trung Quốc luôn. Nhưng mà có một điểm này mình nói nhỏ cho mọi người biết thôi nhá, là ảnh swatch của hãng này ảo tung chảo luôn ý. Hôm nọ mình có lướt Instagram thì mình thấy có một chị mẫu, chị swatch màu son này, màu mình mua là màu B118, thì nó là một màu cam đất rất rất là đẹp luôn. Nhưng mà khi mình mua về thì nó là một màu cam cháy, ánh vàng mà còn không có nâu nữa cơ. Nên màu son này chỉ thích hợp cho những bạn nào mà có da trắng và răng trắng. Vì màu son này thì làm xỉn bên răng khá là rõ rệt. Và màu son này thì mình sẽ không khuyên sử dụng cho những bạn nào có da ngăm đâu nhá. Bởi vì khi mọi người sử dụng màu son này thì nó sẽ làm dìm hàng tông da của mọi người. Nhưng mà điểm cộng của chất son này dù là chất son kem lì nhưng mà nó không bị khô quá nhanh và khi bạn mua lại thì nó cũng không bị dính quá nhiều nữa. Về độ bám màu của dòng son này thì sẽ từ 5 đến 8 tiếng tùy vào cách sinh hoạt của mọi người. Một điểm cộng nữa của dòng son này là dù là dòng son kem lì nhưng mà nó không bị quá khô môi như những dòng son kem lì nội địa Trung khác mà mình từng dùng. Thỏi son tiếp theo là Gogo Tail White Tube Glossy Lip Lay. Mình xin lỗi nhưng mà mình thấy cái thiết kế của dòng son này khá là mờ nhạt ý. Nếu như hôm nay mà mình không soạn đồ thì cái dòng son này chắc nó sẽ lãng quên ở trong trí nhớ của mình luôn. Màu mình mua là màu 702. Đây là một màu cam hồng có thêm một chút đất, hơi nghiêng về san hô một chút xíu. Màu son này thì hợp với mọi tông da, nhưng mà cả da trắng hay là da ngăm thì mình vẫn khuyên mọi người nên có make up đi kèm. Da trắng thì chỉ cần make up sương sương thôi. Còn những bạn nào có da ngăm thì mọi người make up đậm hồng chút xíu thì mình nghĩ là sẽ xinh hơn. Màu son này thì sẽ không làm xỉn men răng nhưng mà cũng không làm trắng men răng của mọi người đâu nhá. Về chất son của dòng này thì nó lai giữa dòng Velvet và dòng Platinum, cho nên khi mà tán lên môi thì nó không bị đọng lại những hạt bột ở trên môi. Và độ dưỡng của dòng son này thì mình thấy cũng nhiều nhất so với những thỏi son còn lại. Cho nên những bạn nào mà môi khô thì mình sẽ khuyên mọi người sử dụng dòng son này hơn. Về độ bám mốc của dòng son này thì sẽ từ 4 đến 6 tiếng tùy vào sinh hoạt của mọi người nha. Dòng son cuối cùng thì mình không biết đọc tên như thế nào luôn ý mọi người ạ. Mây báo dê hay mây báo dứ. Nói chung mình không biết đọc như thế nào luôn. Bạn nào mà biết đọc dòng son này thì mọi người hãy comment ở phía dưới để cho mình biết với nha. Dòng son này thì mình thấy có hai màu hồng cực kỳ đẹp, cho nên mình quyết định mua cả hai luôn. Màu M05 thì đây chính là một màu nút hồng. Màu son này khi mà mình xem một cái chị swatch ý thì nó cũng ra màu hồng này luôn. Nhưng mà chị ý dùng rất là xinh nhưng mà khi lên mặt mình thì nó rất là xấu luôn mọi người ạ. Màu son này thì mình nghĩ phải make up kiểu tây tây, mắt kiểu đậm ý thì sử dụng màu son này mới hợp. Còn make như mình hôm nay thì mọi người thấy đấy, dù mình có make up thì sử dụng màu son này vẫn rất là bợt luôn. Màu son tiếp theo là màu M08. Màu son này thì mình thấy đỡ hơn và màu hồng này rất là xinh luôn. Đây là một màu hồng đất. Màu này thì hợp với mọi tông da, da trắng hay da ngăm thì mọi người có thể dùng được. Màu son này thì mọi người có thể dùng trên mặt mộc được luôn nha. Điểm cộng của chất son màu M08 so với màu M05 thì nó đỡ bột hơn. Màu M05 dù mình có tán như thế nào đi nữa thì nó vẫn rất là bột. Còn M08 khi mà mình tán kỹ ra thì nó đã đỡ hơn. Về độ dưỡng của dòng này thì mình cũng không đánh giá cao đâu. Đánh son tầm 2-3 tiếng thì cũng đã thấy khô môi rồi. Về độ bám màu của dòng này thì sẽ từ 3 đến 5 tiếng tùy vào cách sinh hoạt của mọi người nha. Ok, vậy là vừa rồi mình đã review cho mọi người xong 8 cây son nội địa Trung rồi. Nếu như mọi người thích mình làm thêm về những cây son nội địa Trung nữa thì mọi người hãy comment ở phía dưới cho mình biết với nha. Mình cảm ơn mọi người đã xem đến cuối video này. Hẹn gặp lại mọi người video lần sau nhé. Bye. She's a Mona Lisa.